ba người chết cháy nghi do phóng hỏa. Lãnh đạo địa phương nói có người dùng xăng phóng hỏa, khiến ông Mười và vợ con tử vong. Ngoài ra, cháu ngoại chủ nhà cũng bị thương trong vụ cháy nhà 4 tầng. Đêm 15 tháng 3, người dân địa phương phát hiện ngôi nhà 4 tầng của gia đình ông Vương Gia Mười 53 tuổi. Ở thôn Lê Lợi, xã Nhuế Dương, huyện Khói Châu, tỉnh Hưng Yên bốc cháy, trong nhà lúc này có bốn người. Trao đổi với Dinh.vn, ông Nguyễn Đức Sơn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Khói Châu cho biết vụ cháy khiến ông Mười, bà Đào Thị Chiến 53 tuổi, vợ ông Mười và con trai Vương Gia Cao Thắng 12 tuổi tử vong. Ngoài ra, hỏa hoạn con, khiến cháu ngoại ông Mười là Nguyễn Vương Ngọc Anh 8 tuổi bị thương năng. Đang cấp cứu tại bệnh viện. Nói thêm dinh.vn. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Khói Châu cho biết có người cố tình gây ra vụ hỏa hoạn này, có lực lượng bên ngoài phóng hỏa ngôi nhà bằng xăng, ông Sơn cho hay. Sau khi nhận tin, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hưng Yên. Đã có mặt để khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Sáng nay, công an vẫn đang phong tỏa ngôi nhà bị cháy để điều tra làm rõ nguyên nhân. Nhiều người dân địa phương kéo đến hiện trường theo dõi sự việc. Bạn nghĩ gì về tin này hãy để lại bình luận dưới video nhé. Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin hãy cho một lượt thích, chia sẻ và đừng quên bấm nút theo dõi kênh xin chào và hẹn gặp lại.